Vâng, đây là con Sansui Alpha 637 lợi tra, còn thùng xốp nha các bác. Bác nào sưu tầm em này thì alo cho em nha, giá 11 triệu đã bao gồm phí ship nha. Có hồi gỗ cho các bác nha. Tí nữa em tháo ra để các bác cùng xem bên trong. Con này rất là mới và rất là keng. Thì nó về có thùng xốp nên vận chuyển nó đắt hơn một tí, thì nó đắt hơn 1 triệu so với hàng không thùng nha. Nên các bác nào mình sưu tầm á, cầm con này thì alo cho em nha. Cái gì đắt một tí nó cũng có cái giá của nó. Nó chỉ có một cái thùng theo máy như thế này đấy. Nó đắt thì nó lý do thì nó còn thùng xốp thì một phần, và một phần quan trọng nhất là cái vận chuyển nha các bác, chứ không phải là nó có cái thùng không mà nó đắt là 1 triệu đâu. Thùng đây giờ bán gom nhựa thì cũng mấy ngàn bạc cho mấy đâu, nhưng nó là mang tính chất sưu tầm. Với những cặp loa mà càng cổ là còn thùng xốp này càng đắt nha các bác. Cái giá trị ở cái điểm đó, chứ không phải là cái thùng này mà nó tới 1 triệu đâu. Đấy, em chia sẻ thật cho các bác. Nên mình các bác nào mình cân đối được mình lấy thì liên hệ cho em Chiến thôi, ủng hộ kênh. Chứ những cô thùng này em đều nhập cao hết nha các bác. Cái gì mà những đồ hàng mà sưu tầm á, nó mà còn thùng xốp thì nó rất là đắt nha các bác. Nhiều các như con 90DB nha các bác. Bình thường không thùng mà đẹp xuất sắc như các bác mua nè bán giá 47 triệu mà có thùng xốp nó phải gần lên 50 mấy triệu nha các bác, có con lên 55 triệu. Tại vì cái nguồn nhập mấy anh Mỹ bán là đắt rồi, những con thùng xốp nó mang chất sưu tầm cực kỳ cao. Như những con này chứ không phải như những đồ mới nha các bác. Đồ mới thì thùng xốp thì nó cũng rất là bình thường, còn những cái con này mà còn thùng xốp mới là quan trọng. Anh em chơi audio lâu năm á, mình mới biết được nó gọi là tính chất sưu tầm. Đấy, bỏ 500 1 triệu ra nó cũng rất là xứng đáng nha. Đây, thì sau đây em mời các bác cùng xem luôn. Em tháo vỏ gỗ này, tháo nắp, tháo đồ ra thì xem đồ ra nha. 11 triệu cho các bác. Bác nào lấy alo cho em Chiến nha. Vâng, em Chiến chào tất cả các bác. Đây là con Omlimara Isotech BM4 Gold nha các bác. Dòng này sở hữu mặt rất là đẹp nha các bác, màu vàng gold và thiết kế như một con Omli đèn. Các bác nếu nhìn thoáng qua các bác sẽ tưởng nó như một Omli đèn, và chất tiếng của nó cũng không khác với Omli đèn nha các bác, tại vì nó chạy mạch class A và mạch class AB luôn. Nó rất là tiện khi các bác muốn nghe class A như đèn với những con Omli Lutman mà cao cấp á, thì các bác ấn vào nút này, khi đó máy sẽ hoạt động mạch class A. Còn nếu ấn ra thì máy sẽ hoạt động là class AB như những dòng Omli bình thường nha. Con ly này giá là 12 triệu vẫn giá cũ cho các bác nha. Đánh hai cầu loa AB hoặc A kèm B. Có chỉnh bass chép và tất cả những tính năng như những con ly bình thường, và điện áp nó là 100V vì nó là hàng nội địa của Nhật. Mẹ rất là đẹp nha các bác. Con này các bác chơi vào những dòng loa JBL. Nếu các bác có những dòng loa Boxell mà nghe phòng thì con này là một đối tác cực kỳ đỉnh nha các bác. Đánh loa Boxell những dòng BBK, những dòng loa mà Onkyo rất là hay. Em này thì rất là nổi tiếng của hãng Marantz, được thiết kế như một con đi đèn hay là phần tản nhiệt phía trên, rất là mới nha các bác. Giá 12 triệu bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Đây là dây nguồn của em, nó dây nguồn sẽ có chữ Marantz, điện áp là 100V và trở kháng là từ 4 tới 16 ohm, nên các bác là phối ghép rất là dễ dàng với những dòng loa trên thị trường bây giờ. Đánh hai cầu loa này các bác rất là tiện nha. Phải 12 triệu bác nào chốt em này thì liên hệ cho em nha. Máy cực đẹp và cực mới cho các bác nha. Giá là trên đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Thì các bác nào chốt thì là alo liên hệ cho em nha. Này, coi phía dưới này, trên tinh mới tinh luôn nha. Được cái em này có mạch tiền rất là bắt mắt, nên là được anh em ưa chuộng nhiều, và chất âm cũng nó rất nổi trội trong phần tầm giá. Marantz thì chuyên trị dòng loa châu Âu và lần loa Mỹ, Nhật vân vân, chắc dễ phối ghép. Nó là dòng Isotech nha các bác, Isotech nha. Nó có dòng đời là BM40, chứ còn dòng đời cao nhất là dòng đời Isotech series BM4 low net bass check. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Video này em giới thiệu
đưa đến cho các bác một con omly rất là tầm tiền, giá trị 12 triệu nhưng là một đối tác và một chất âm rất là hay. Các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em Chiến qua hai số điện thoại này nha, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em.